Ôi tôi chết rồi, chưa chuyển màn hình. Trời ơi. Được. Tất cả là anh chỉnh ấy, đùa không chỉnh gì cả. Không, content đấy, đây là content. Sợ thật. Quên mất. Rồi, như vậy chúng ta thấy đó, bên phía của màn hình cấm đến từ bên phía của Đại Bắc Trung Hoa, đó là cấm đi cho mình Ngộ Không, Jax và Neko. Trong khi đó thì bên phía của Việt Nam đã cấm đi Ivan, Leplang và Jejuani. Và khởi đầu đến từ bên phía của Đại Bắc Trung Hoa, đó là lựa chọn cho mình của bài Kai'Sa. Và ngay lập tức bên phía của Việt Nam đã có lời đáp trả ngược trở lại. Lại tiếp tục có phải là Jace dành cho Glory hay không? Có lẽ là dây đường giữa thôi. Khả năng cao là như thế. Và Mao và vẫn là Maokai. Đây là bài họ đã chuẩn bị rất nhiều, có vẻ là như vậy. Chỉ là ván trước họ không tính đến con Ivern thôi. Chính xác. Nhưng con Ivern công nhận con nó vào nó khó chịu thật. Thứ nhất là đây một con bài ăn rừng rất nhanh. Vèo cái lên cấp độ 4 trước với đối phía đối phương. Xong cứ đi đeo 2 liều heo gây áp lực thôi. Alistar Kai'Sa. Một bộ đôi có thể nói là cũng khá là khủng khiếp ở khu vực đường dưới. Này, từ ngày anh em mình phát kiến ra quả Potato Tornado là không cho chơi thêm một lần nào luôn. Không bình luận được thêm một trận nào luôn đấy. Tỏ là do anh em mình. Thật. Mà anh em mình đã tạo ra cái chơi. Thật là chơi con này luôn đấy. Ông nhá, chưa khóa. Khi nào khóa mới nói chuyện tiếp. Mấy ông này toàn cú lừa đấy. Hoa chọn một ái nữ tóc đỏ khác. Saya. Chơi nguyên đội hình bán trước rồi. Đúng rồi, khác một con xem nào. Ừ đúng rồi. Khả năng là chưa khác gì luôn. Ban EV. Giờ nếu mà có sự thay đổi thì chắc chắn bên phía của Đại Bắc Trung Hoa mới là bên phải thay đổi. Họ đã lựa chọn cho mình Kai'Sa và vẫn là đường giữa Tristana. Việc mà khóa vào Jay trước thì chắc chắn là bên phía đối phương khả năng cao chọn Tristana thôi. Một con này đi đường nó khó chịu hơn khi phải đối đầu với Jay. Như vậy là Rakan sẽ là vị tướng tiếp theo bị cấm đi. Cũng đúng, con Saya thì tôi cấm Rakan cũng là hợp lý. Và vẫn còn hai bên vẫn còn một lượt cấm nữa. Bên phía của Việt Nam khả năng cao sẽ tiếp tục cấm vào phần rừng. Và biết đâu đấy. Vâng, lúc này với những ai mà đang bị không truy cập vào được kênh 1 thì mọi người hãy vào thapcam.net nhá. Vừa rồi đã hướng dẫn rất nhiều lần anh em rồi đấy. Anh em một lần nữa xin thông báo lại cho một anh lần em. Nữa thông báo với các bạn đang ở trên các kênh YouTube khác nhau là hoàn toàn chúng ta có thể bị bốc hơi bất cứ lúc nào. Vì vậy hãy lựa chọn thapcam.net cho an toàn. Bọn tôi không cần traffic hay là cái... anh em đừng nghĩ sâu sâu làm gì cả. Đây là bọn tôi đang muốn cho anh em xem nó ổn định thôi. Còn nếu mà xem được YouTube thì các bạn cứ tiếp tục. Còn nên nhớ rằng khi mà sập cái là các bạn vào thapcam.net nhá. Chính xác, anh em nhớ vào thapcam.net để anh em tiếp tục được xem. Chủ yếu là anh em được xem. Con kia là con gì em? Xì Cát Nơ. Đúng. À nó có phải con bọ cạp không? Đúng rồi, bọ cạp ấy. Xong rồi có cái anh biết sách về đấy. Đúng rồi, kéo về đấy đúng không? Đúng rồi. Đấy, con này rồi. Trông rất giống con Senking ở trong Dota 2 nhưng mà cuối cùng thì lại lựa chọn cho mình đó là Kersante. Một cái lựa chọn nó chuẩn xác hơn nếu mà so với cả con Skarner vừa rồi. Và Nidalee đang là vị tướng được nhá vào đến từ bên phía của Đại Bắc Trung Hoa. Khóa vào Nidalee đầy tự tin. Và bên phía của Việt Nam chúng ta đã có sự xuất hiện của vị tướng nào đây? Đó là Gwen. Con bài Gwen này nghe quen thuộc ấy. Trong phía bên kia vẫn có nhiều bác cần phải cắt tóc cạo râu. Cho nên việc sử dụng cầm Gwen có cây kéo và không phải gặp bất kỳ một cái búa nào cả. Đúng rồi, trận này không có búa. Hồi ôi, chứng tỏ là xem sờ chim của anh em mình rồi. Chắc chắn. Biết rồi hả? À, không có búa nè hả? Làm ngay một chú kéo. Khả năng cao là cái gì nhỉ? Bên phía của Đại Bắc Trung Hoa cũng lại không ngờ được cái nước đi này đâu. Đúng rồi, ngờ làm sao được. À, bên kia kìa, em nhìn xem. Ba con tóc dài và hai con có râu. Gặp thợ cắt tóc thì đỡ kiểu gì nhỉ? Không đỡ được đâu. Chắc chắn rồi. Cắt chết cha nó ngay. Thậm chí là nếu như trình độ cao thì con Gwen này bây giờ tôi mà là cho tôi là Riot thì tôi sẽ sáng chế cho con này chuyển sang cầm tông đơ. Ui. Cạo một đường không nói nhiều. Ba cái con nhiều tóc này thì chớ kể tao mà bắt được lại thì chọc đầu. Cái này là phải cắt cho cắt chuỗi luôn ý. Chuỗi thì một cái chỗ nào nó thò ra là phải cắt luôn. Thả trôi sông bôi vôi ngay. Đúng.
Nào, như vậy chúng ta còn khoảng đâu đó khoảng 5 giây nữa để cùng bước vào đến với ván thi đấu thứ hai, một ván thi đấu mang tính chất quyết định dành cho bên phía của Việt Nam. Và có lẽ người có được cảm giác nó nhẹ nhàng hơn đến thời điểm hiện tại đó, các thành viên đến từ bên phía của Đài Bắc Trung Hoa thì họ đã sớm dẫn trước. Không áp lực đấy, bắt đầu nhìn thấy cắt tóc này là cũng sợ đấy. Liệu anh nói em nhá, em không chưa ở bên đấy thôi, chứ bắt đầu cái mùa này là Bắc Kinh đã bắt đầu rét rét rồi đấy. À, cái tầm này nhá, mà chọc đầu mà gió nó thổi vào thóp nhá thì chớ kể luôn, mòn ra đầu luôn đấy. Nói nhưng mà biết hói hơi sớm luôn, cẩn thận. Anh nghĩ Quen này sẽ là một là lựa chọn mà có tính chất có thể thay đổi trận đấu này, đúng, hoàn toàn có thể hướng đến ván đấu thứ ba, đúng không? Đúng rồi. Và nó còn áp lực để khiến cho các thành viên bên phía của Đài Bắc Trung Hoa sợ bồi vôi. Ở trên main stage thì chúng ta đang nhìn thấy và nghe thấy sự cổ vũ tới từ khán giả Trung Quốc, và ở đây chúng ta sẽ cùng nhau điểm danh cổ vũ đội tuyển Việt Nam với chữ gà. Giờ chỉ cần chữ gà thôi. Vẫn gà đấy, trận này tôi nghĩ mình là xôi đấy, mình bọc nó luôn. Đây là liên tục ném rồi. Ui, nào, khả năng là trận này Đài Loan sẽ là gà không lối thoát, chúng ta sẽ là xôi. Xôi lạc, xôi lạc, đúng rồi, xôi lạc anh em ạ. Nhưng mà thường thì người ta bọc bằng xôi nếp em nhé, không ai bọc bằng xôi lạc cả. Không, xôi lạc ở đây nó có cái đặc biệt hơn thôi. Đặc biệt chỗ nào ấy? Bánh khúc và đấy, cái đặc biệt nó ở chỗ đấy. Nào thôi, quay trở lại với cả ván thi đấu thứ hai này. Có vẻ như là Mao Cai trong tay của anh Bánh Khéo sẽ khởi động với con bùa đỏ. Và trong khi đó thì các thành viên đến từ bên phía của Đài Bắc Trung Hoa đang ping liên tục cũng vào con bùa đỏ luôn. À, như vậy là Mao Cai Bánh Khéo đã quyết định di chuyển sang phần bên phía của bùa xanh. Đấy, bây giờ đang có khá nhiều gà được gõ ra. Như vậy là tất cả chúng ta đều đồng lòng. Đúng rồi, chúng ta đồng lòng rõ ràng mà. Rồi, khởi động. Và nói đến gà thì chúng ta hy vọng rằng hôm nay Đài Loan sẽ cốt play một trong những gà gọi là đỉnh nhất Việt Nam. Anh em biết là ai không? Ba gà. Đường trên. Tội là không có con Su San thôi. Không có Su San nhưng mà vẫn là ba gà ấy. Hợp lý. Khả năng có khi anh ba đang nghe ấy. Nếu mà anh em vui vui thì anh em điểm danh hẳn ba chữ gà cho tôi. Nó là ba gà đấy các bạn. Quay trở lại với trận đấu lại chuyên nghiệp như trước này. Bây giờ thì Cơ San Tê đang đối đầu với Web. Đây là một kèo khó được Cơ San Tê liên tục là những cắt vào người của Cơ San Tê và đang lợi thế một chút ở đường trên này. Như cái kỹ năng người ta tương nó tên là xoay xoẹt. À, xoay xoẹt. Hay đấy. Anh quên mất. Lúc này thì đã cấp độ 2 trước đến từ người chơi đường trên bên phía của Việt Nam. Ủa, thậm chí là đường dưới này hơi căng khi mà Ái Nữ hư không đang liên tục có những đường tình huống gọi là xuống tấn ở trước quái này và không thể tiếp cận được, hơi khó về mặt thế lính. Nhưng mà ở đường giữa thì JC một lần nữa bị Chitana đã bắn cho lỏ luôn rồi. Cái việc mà phải đối đầu Chitana Jay ở trong giai đoạn đầu trận rất khổ sở. Nó thật luôn là rất khổ khi phải đối đầu với Chitana. Khả năng dọn dẹp lính cũng sẽ không bằng được, và cùng với đó khả năng mà tấn công thì Tristana phần nào lợi thế hơn hẳn. Trong khi đó lúc này thì anh Bánh Khéo đã buộc phải lùi về và để cho Nidali đang có kiểm soát được hàng bùa đỏ. Và trong cái tình huống này nếu như không cẩn thận nha, Jace hoàn toàn có thể phải lên bảng điểm số, nhưng quyết định là nên sử dụng bộ kỹ năng của mình để làm gì, để dọn dẹp lính xong đó ta đi về. Có dịch chuyển để đi ra nên không cần phải cố gắng quá lúc nhiều này làm thì gì nữa. Sau một cái vài cái màn chặn lính thì chúng ta thấy rằng lợi thế về mặt chỉ số quái đang là nghiêng về bên phía Đài Bắc là nhiều. Tuy nhiên thì ở đường trên chúng ta vẫn đang trông chờ vào màn thể hiện tới từ con que này. Đây là một trận đấu mà rõ ràng là tác động sẽ tới từ nửa trên của bản đồ nhiều hơn. Ở đường dưới này không thể trông chờ được nhiều rồi. Đây là một kèo đi đường hơi khó ở thời điểm đầu. Kai'Sa có khả năng harass tốt hơn, cũng như là kỹ năng đi đường của những người chơi bên phía Đài Bắc đang là tốt hơn, chúng ta kiểm soát cua. Và con Nidale sẽ đạt được cái mục đích này. Trong khi đó Mao Cai thì đang ghé dần xuống nửa dưới của bản đồ rồi. Ổn rồi, vừa rồi là một tình huống mà sử dụng cho mình cổng gia tốc và có thể chạy đi được đến từ Glory. Rõ ràng là có tăng tốc pha thì những cái tình huống như vừa rồi là có thể chạy được. Nhưng ở đây sẽ là tình huống một con cua thứ hai, khả năng cao sẽ thuộc về sẽ cho các thành viên đến từ bên phía của Đài Bắc Trung Hoa. Thì đang có sự góp mặt của con bài Alistar. Trông có vẻ như là áp lực là rất lớn, dính lao rồi. Như vậy chấp nhận phải bỏ con cua kỳ cục này thôi. Một cái lợi thế về phần rừng đến từ người chơi đi rừng của Đài Bắc Trung Hoa. Đó là Kasha thì phải. Đây là một trận đấu mà Việt Nam phải giành chiến thắng thì mới mơ được cái tấm huy chương bạc. Còn nếu không thì khả năng cao chúng ta sẽ phải chạm trán với Trung Quốc ở trận đấu tranh 3-4. Và cũng là một đối thủ rất khó chơi.
lại một lần nữa biến về đến từ người chơi đường giữa về phía Việt Nam. Nhưng lần này đã không còn dịch chuyển nữa rồi. Một lần nữa nhắc lại, đó là cái áp lực từ con Tristana là quá lớn. Chính xác. Chúng ta đang nhìn thấy chênh lệch về chỉ số lính đã là 10 rồi. Và bây giờ thì lính tràn vào trụ đương nhiên là sẽ xử lý cái quay này được. Nhưng con Tristana sẽ có lợi thế để rất nhanh, một vài quay lính nữa thôi sẽ có cho mình cái lớp gia trụ đầu tiên. Và với con sứ giả và với tình trạng như thế này, nếu không kiểm soát được sứ giả thì Việt Nam khả năng rất cao sẽ lại một lần nữa không có trụ dựa lưng ở thời điểm đầu. Thật sự đây là một cuộc chiến hành trình hứa hẹn đầy khó khăn. Và khu vực đường giữa sẽ tiếp tục có lính bị tràn vào đến từ bên phía của Việt Nam. Liên tục là bọc thuốc súng thẳng vào trụ. Với cái kèo dây của Tristana thì chúng ta cũng được theo dõi khá nhiều trong phiên bản lần trước tại những giải đấu như LCK các thứ. Ôi, combo cầu sấm cộng dài tốc đã trượt rồi. Và có lẽ lại tiếp tục là một màn ghé thăm để từ người chơi hỗ trợ bên phía của Việt Nam ra để giải tỏa bớt phần nào áp lực. Nhưng bọc thuốc súng bắn khá là rát. Và thôi, bây giờ đi về được rồi. Chắc chắn là như vậy rồi. Cũng đốt bớt đi lượng máu của Tristana trong cái quay lính này. Sau đó có lẽ là Chis cũng sẽ lùi về một chút. Chưa có chiến công đầu cho bất cứ đội nào cả. Thậm chí đang có một chút lợi thế về mặt kinh tế dành cho đội tuyển Việt Nam. Không biết là bằng cách nào. Lượng tiền cũng đang khá là căng. Chưa có gì cả. Với việc mà lúc này đây thì về mặt sát thương phép thuật để từ bên phía của Đài Bắc Trung Hoa có thể phần nào đó bị giảm thiểu đi một tí. Nhưng mà việc lên đồ kia thì khả năng cao sẽ là combo ghi nhỉ, giao điện với cả Nanh Na So thì phải. Đúng rồi. Cũng là một cái lựa chọn khá là hợp lý. Nhưng bây giờ thì vẫn đang là áp lực đường dưới khá là nhiều đến từ bộ đôi này. Bên phía của Việt Nam ta bị đẩy ra khá xa khỏi cái tầm của lính. Và người ta gọi đây là đóng băng lính đấy. Đóng băng lính. Dính một lao rồi thôi xong. Cũng chưa cần phải để ý định là phi thẳng đến vị trí của Jace. Nhưng mà nó sẽ tiếp tục. Nó sẽ tiếp tục là những tình huống mà Tristana có lợi hơn về lượng máu. Cũng như sẽ giúp cho anh ta. Ơ kìa, quyết định là đánh trước tới từ phía của Đài Bắc. Nhưng họ đang bị cầu máu đau quá. Đang là 3 đấu 3. Nhưng có vẻ như chúng ta sẽ mất chiến công đầu cho đối phương rồi. Và người lên bảng điểm số đó là Levi. Một cái chiến công đầu lại một lần nữa ở khu vực đường dưới. Và mạng hàng cũng lần này lại dành cho Kai'Sa. Vẫn đang là một khó. Cái thông tin nó không vui nhiều lắm. Hơi khó. Mạng dành cho Doggo. Doggo và được có thêm sự hỗ trợ của Suarez. Đây không phải là một cặp đôi dễ chơi một tí nào cả. Khu vực đường trên thì có lẽ phần nào đó có những cái sự tự tin. Nhưng đường giữa thì vẫn là áp lực rất lớn. Cua quá nhở. Đấy, đây là việc mà dây phải. Cái này nó tới từ cái ảnh hưởng việc là phải ban con Ivern lúc đầu ấy. Chính xác. Nhưng mà phải không có đủ cái lượng ban để ban hết đi những con tướng mạnh. Thật ra nếu mà họ đã thi đấu gắn kết như này thì chúng ta có thêm 3 lượt ban đấy, nó cũng không thay đổi nhiều đâu. Nhưng mà chúng ta cũng xem lại pha giao tranh mở màn của ván thi đấu này. Tình huống mà sát thương rất dồi dào đến từ bên phía của Đài Bắc Trung Hoa. Anh nghĩ là 3 lượt ban thì không được, nhưng mà 3 thằng ban thì được ấy. Có 3 thằng ban là có khi là được đấy. Anh nói em biết. Đúng. Nhưng mà ban thì ban rồi. Nên mới gọi là ước đúng không? Ước thôi, ước tí. Nhưng không, những anh em ở trên sân khấu lúc thời điểm hiện tại là tốt nhất của Việt Nam hiện tại rồi. Và họ cũng đã làm rất tốt ở giải đấu lần này đúng không? Đúng. Chúng ta rõ ràng là phía trước có một trận đấu tranh đồng chẳng hạn. Và cơ hội để có thể tiến vào chung kết vẫn còn. Vẫn là một câu nói thôi, nhà chưa nổ đi. Chưa vội bi quan, chưa từ bỏ được. Như vậy là ý định đến từ bên phía của Việt Nam đó, chúng ta sẽ tấn công một con sứ giả khe nứt. Nhưng đừng quên rằng đang có sự góp mặt của Kai'Sa, Sword Art lẫn như là Fofo cũng đang góp mặt ở ngay ở khu vực gần đấy. Nhưng có vẻ như là với những cú ping này, khả năng cao sẽ bỏ đến từ bên phía của Đài Bắc Trung Hoa. Và chúng ta sẽ ăn đi cho một con sứ giả khe nứt này. Rõ ràng sẽ di chuyển lên và đón lính tới từ Saiya ở đường trên. Một tình huống đổi đường đến từ bên phía của Việt Nam. Thì lúc này người chơi đường trên cầm cho mình con bài quen đã điều chuyển cho khu vực đường dưới. Và nhường lại mảnh đất ở khu vực đường trên dành cho Saiya, lẫn như là người chơi hỗ trợ Rail. Vẫn đang là một cái khả năng kiểm soát khá tốt đến từ bên phía của Đài Bắc Trung Hoa. Chênh lệch bây giờ thì vẫn đâu đó khoảng hơn 1.000 vàng. Vẫn chưa là phải là một cái chênh lệch mà chúng ta cần phải quá lo lắng. Nhưng rõ ràng nếu mà cẩn thận hơn trong khoảng thời gian tới thì tốt. Thêm một lớp gia trụ nữa rồi. Đó là những cái tài nguyên ở trong câu đi đường lần này. Combo câu sấm cộng gia tốc đã trúng. Thế mà đối phương cũng dẫm nhảy tên lửa chạy đi. Đấy, đây là một cái vấn đề của bài Jace này. Khi mà gặp Tristana, nhảy đi cái lại chả làm gì nữa cả.
một tình huống lại vòng xuống phía dưới đến từ nguồn Nirali. Quyết định ăn đi cho mình, đó là con cua kỳ cục và sắp tới khả năng cao sẽ là con rồng công nghệ. Bây giờ họ đang bắt đầu kiểm soát cái hàng rồng rồi, và nếu như mà bên phía của Việt Nam mà có lêu hêu lại gần mà thiếu đi cái mắt kiểm soát hay là máy quét ở thế đi đường thì chúng ta đều đang bị thua. Thế nên là thật khó để nhìn thấy một cái cách nào đấy có thể thoải mái di chuyển ra cái con rồng đầu này. Có lẽ là Việt Nam sẽ phải lựa chọn cái cách đó là tiếp tục là kỳ vọng vào cái lượng trang bị ở thời điểm giữa ván đấu thôi. Ở thời điểm đầu này không đánh được rồi. Rõ ràng nhưng này là một cái sự khó khăn và đã khởi động rồng đến từ bên phía của Đài Bắc Trung Hoa. Bên phía của Việt Nam thì có lẽ cũng không mặn mà quá nhiều với con rồng công nghệ đầu tiên. Thực ra là có muốn cũng không được, nhưng họ sẽ phải farm thêm thôi. Chúng ta nhìn thấy rằng là chưa có gì cả. Những lượng đồ trên người, vị trí chủ chốt thì đều chưa có khả năng để giao tranh. Và có lẽ là ở ván này thì có một cái điểm sáng ở khu vực đường giữa đấy là anh ta không chết quá nhiều. Và anh ta thậm chí là đang có cái lượng farm không quá thua thiệt so với Tristana. Cái lượng tiền thua thiệt tới từ con JC này chắc chủ yếu tới từ những lớp giáp trụ mà thôi. Chính xác, chủ yếu lớp giáp trụ là chính. Còn đây ở khu vực đường trên thì vẫn đang làm ra là đi đường khá ổn đến từ bên phía của Việt Nam. Điểm qua một chút về vị trí di chuyển của người chơi hỗ trợ về phía Đài Bắc Trung Hoa. Lúc này đã quyết định cắm một con mắt ra phía sau của khu vực hang sứ giả khe nứt. Và đang không hề giấu diếm ý định sẽ muốn lao lên tấn công vào khu vực đường trên sử dụng chiêu cuối rồi. Quyết định là all in rồi, nhưng đây là xe chỉ luồn kim. Liệu có làm gì được hay không? Đây có cả Kai'Sa với bản năng sát thủ thì chịu rồi. Lúc đây là một tính một 3 đánh một thả sứ giả khe nứt ra khu vực đường giữa. Và quyết định từ bên phía Việt Nam mà chúng tôi muốn lấy đi cho mình cái trụ này. Mặc kệ Tristana đang góp mặt ở đây. Và sau đó sứ giả khe nứt đã hút vào. Nhưng với sự can thiệp của Niali thì có lẽ là mọi thứ nên lùi về thì sẽ đây là hơn. Con sứ giả khe nứt đầu tiên thì nó chỉ mang lại cho một lớp giáp trụ cho các thành viên thôi. Nhưng bây giờ thì bò đang ra, liệu có tốc biến hay không đây. Quyết định là đổi dạng búa và gom người vào tới từ rèo. Quyền lực thiên nhiên. Nhưng mà người bị dồn nam lại quá trâu, trời ơi. Cố lên một chút nữa thôi, lấy được một mạng rồi. Nhưng 2-1. Nhưng mà vừa rồi cái bọc thuộc súng đã hơi màu đỏ và nó là một cái báo hiệu dành cho Levi phải lên bảng điểm số. Tiếp tục một combo cầu sâm cầu ra tông trúng nữa, nhưng tất cả chỉ dừng lại như thế mà thôi. Một mạng gỡ gạc đến từ bên phía của Việt Nam, nhưng mà cũng phải bỏ lại vị trí của Levi. Khó khăn chồng chất khó khăn. Chính xác. 3-1 và chênh lệch lúc này đang là gần 2.000 tiền. Một tình huống tiếp tục farm ở khu vực đường giữa thì Glory. Thế nhưng lúc này Jace thì khi mà biến về lúc này thì khả năng cao là ông này đã có cho mình nó là cái dạ kiếm. Và với cái lượng trang bị như thế, khi nào mà hóa được thần kiếm Mana Moon thì gia tăng rất nhiều về khả năng gây sát thương. Nhưng quan trọng là phải sớm hơn một tí. Chứ ván vừa rồi anh chàng vẫn lên được, nhưng mà nó là cái khoảng thời gian nó quá muộn màng. Thì hiện tại thì thế trận vẫn đang rất cân, và cái sự chủ động diễn ra như thế này thì hoàn toàn có thể, biết đâu đấy chúng ta với khả năng pop cũng có những cái lợi thế trong combat tiếp theo thì sao. Vừa rồi thì Sayda cũng đã bổ sung một cái lượng đam rất nhiều giúp cho đồng đội, nhưng mà là không đủ. Đang di chuyển lên trên, lần này thì Wen đã cẩn thận hơn rồi. Anh ta có một cái con mắt ở bụi cỏ và phát hiện đặc tình di chuyển tới từ Nidale. Nhưng mà có vẻ như lại là 4-1 rồi. Cần cái dịch chuyển, ai còn dịch chuyển không ạ? Không có ai cả. Vậy là Wen này sẽ mở cho mình xương la bất bại và cố gắng để dùng chiêu dọn lính mà thôi. Không thể làm gì nhiều với một cái dạng di chuyển như thế này. Ôi, đây rồi, liên minh gia đình rồi em ạ. Chắc chắn rồi. Đây gọi là đúng úp so thành công. Nhưng mà thôi, sau khi nhận ra thông tin là đối phương đang cử rất nhiều người khu vực đường trên thì tôi ta đẩy đường dưới vậy. Lúc này trụ ở khu vực đường dưới vẫn đang khá là còn nguyên vẹn. Và ý định của Tristana bây giờ đó là lấy đi trụ đầu tiên của ván đấu. Và nó cũng là trụ đầu tiên ở khu vực đường trên. Nhưng liệu có kịp hay không đây? Với sát thương này thì khả năng cao là sẽ kịp. Chắc chắn là kịp rồi. Như vậy là đã có trụ đầu tiên dành cho bên phía của Đài Bắc Trung Hoa. Vẫn đang là những cái lợi thế dành cho bên phía của đội bạn. Và lúc này chênh lệch với lượng vàng đã rơi vào tầm khoảng 3.000. Cassante đã góp mặt ở khu vực đường dưới và để ngăn chặn một tình huống tiếp tục bao trụ của Saya trong tay của Artemis. Phút thứ 15 và chúng ta vẫn còn cơ hội. Đúng thế. Mà kể cả không còn cơ hội trận này thì ngày mai mình vẫn lại được oanh với Trung Quốc cơ mà. Ừ đúng. Có gì đâu, được cọ sát là một cái yếu tố rất quan trọng của thể thao để phát triển, để tiến về phía trước.
Rồi, quay trở lại khu vực đường giữa, thậm chí là khu vực đường trên. Sự góp mặt của Fofo cũng đã đẩy cho vị trí của người chơi đường trên bên phía của Việt Nam cũng phải lùi về. Cái đồ ánh sáng trên người con quen là cái đồ của con quen là đồ gì đấy? Quyền năng khổng thần đúng không? Không, đây là cái gì nhỉ? Cái gì nhỉ? Quên mất tên rồi, nhưng mà cái này nó mang lại hút máu phép. Nhớ là mang lại hút máu phép. Nhớ được mỗi thế thôi, tại vì không lên nhiều. Tôi thì không chơi anh em ạ, tôi thì không nhớ tên cái này là gì, nhưng mà nghe tên nó tôi nhớ không nhầm là cũng rất căng và rất kinh. Đúng. Lại phải nhớ anh em viewer vậy. Quyền trượng á thần à? Đúng rồi, quyền trượng, nhớ là quyền trượng sát thần, ác thần. Ác thần. Trong trận này bọn tôi căng quá, căng cứng quá. Phiên bản cũng muốn gọi ra phiên bản nó cũng không gọi được vì căng cứng quá, thực sự là rất là lo cho anh em Việt Nam lúc này. Giống như anh em mà xem phim Marvel, quả hút còn sợ quá không dám hiện ấy. Anh em tôi thế, bản thể kia nó đang trốn tiệt rồi. Bản thể hài hước của chúng tôi nó chết mất rồi. Ui ôi ôi, một tia truy kích một lao. Và Saya, cái này gọi là đi cấp cứu rồi. Này thì khó thở quá. Sứ giả khen đã triệu hồi giả của đường giữa. Và sau đó sẽ là một tình huống hút vào chẳng. Đúng, chắc hút thì chắc là điều sẽ hút rồi, nhưng quả chắc chắn là sẽ hút luôn cho mình cả cái thứ hai, thậm chí nếu như không có sự tác động đủ sẽ là cái hút thứ ba, nhưng có vẻ như Gwen sẽ muốn di chuyển ra để clear nó đi thôi, không có thế để đánh cho tình huống này. Khả năng bào mòn những trụ của Tristana nó quá là khó chịu. Một cái bọc thuốc súng của một kỹ năng quy là tăng tốc độ bắn lên. Còn bây giờ thì đối tượng tiếp theo là cái trụ đầu tiên ở khu vực đường dưới cũng đã bị lấy đi bởi người chơi đường trên đến từ bên phía của Đài Bắc Trung Hoa, đó là Hanabi. Lúc này thì từng chút công trình đến từ bên phía của Việt Nam được bào mòn đi. Và có lẽ rằng nếu mà bên phía của Đài Bắc Trung Hoa tiếp tục lối đánh như này, họ sẽ mang lại rất nhiều cái sự khó chịu. Không biết là bên phía của Việt Nam sẽ đưa ra một cái đối sách như thế nào. Vẫn đang có màn kèn cựa của một nửa dưới của bản đồ. Còn ở đây Alistar cũng định di chuyển, và cùng với đó là sự góp mặt của Kai'Sa, và đó là mạng hạ gục thứ ba cho xạ thủ đến từ bên phía của Đài Bắc Trung Hoa. Mạng hạ gục này đã giúp cho anh ta nâng cao chỉ số KDA của mình lên 300 và 182 chỉ số lính. Ui, đánh thính thế. Thì đang thua đánh thính như này thì cũng đỡ được. Rõ ra là họ đang rất tập trung vào trong ván thi đấu lần này. Và ngay cả bản thân đến từ vị trí của bà Kai'Sa này vẫn đang cố gắng bao món trụ. Quyết và định là sử dụng qua cho mắt mình mắt dịch rồi. Chuyển nhưng mà có lẽ ụt thôi rồi. Dịch chuyển, trông dịch chuyển. Và chúng ta xem sẽ xử lý tình huống này như thế nào đây. Ở đường giữa thì đó là quyền lực thiên nhiên cũng đã được sử dụng rồi. Nhưng không trúng, tuy truy kích trúng vào Gwen, thậm chí trở thành cái thế khép góc vào Việt Nam. Khi mà Cơ Sante đang cố gắng nhồng lên để ôn in, bò cũng đang chạy rất nhanh, hất được một người, hất cùng ba người và thôi xong rồi. Đó là một con mắt quá đẹp tới từ Đài Loan, và họ sẽ cùng nhau tiếp tục lấy tiếp mạng, nhưng lùi về được từ ui không cho về, rất nhảy tên lửa và bắn chết một người tốc biến ra ngoài. Nhưng chúng ta vừa nhìn thấy một cầu sầm tới từ Gory lấy được một mạng của đối phương cũng được. Thôi, chấp vẫn nhận là 8-2. Nếu mà đẹp tí nữa thì có thể gọi là 8-3 cũng được. Nhưng bây giờ 8-2 thì vẫn là một con số mà mình nghĩ là cơ hội thì vẫn còn thôi. Nhưng chênh lệch về lượng vàng bây giờ đã rơi tầm khoảng 7.000. Một cái thế macro quá khó chịu đến từ bên phía của Đài Bắc Trung Hoa. Nhìn về cái chỉ số KDA của họ lúc này 006, 302, 103. Vì có thêm được 303 thì chúng ta sẽ lại pha này. Cùng xem lại pha này. Một pha tốc biến hất tung quá chí mạng từ vị trí qua Lista, và sau đó thì chỉ còn là câu chuyện của những xạ thủ với những phát bắn. Chúng ta cùng nhìn nào. Kia bắt chỉnh ở đây đấy rồi, nhảy vào bắn cái tốc biến ra ngoài. Ủa, quỷ chứ không phải là người nữa. Một pha xử lý mang đậm chất kỹ năng đến từ người chơi Fofo. Còn bây giờ là cũng quyết định muốn tấn công vào để từ Sword Art, nhưng sau đó cũng kịp thời lui về rồi. Khó quá nhỉ. Phút thi đấu thứ 20 và con Baron chuẩn bị xuất hiện, và cùng với đó rồng gió đều được khoảng hơn một phút nữa. Với cái khả năng kiểm soát thế trận như này thì bên phía của Đài Bắc Trung Hoa họ hoàn toàn thể lấy được cả hai mục tiêu này nếu như họ muốn. Mắt vẫn đang cắm khá nhiều bên phía phần rừng của Việt Nam. Thôi, chúng ta phá đi được một con mắt kiểm soát. Liên tục tia truy kích được bắn vào. Thật sự đến thời điểm hiện tại chúng ta thấy một cái sự khó khăn
dành cho bên phía của Việt Nam. Và có lẽ là ngay cả bản thân của Son sử dụng tốc biến ma thuật và không thể làm gì được cả, sẽ lùi lại thôi. Chênh lệch lúc này đã là 8.000. Càng quá càng quá. Nào, cố lên nào, cố lên nào. Nhà trình chưa nổ thì cứ cố lên, không có gì phải lo cả. Một trong những cái câu nói mà cảm thấy để đời nhất đó là một khi chúng ta cố gắng thì kết quả như nào cũng không còn quan trọng. Và đây là giao tranh nổ ra trong phần dừng bên phía của Việt Nam, đang mất rất nhiều máu đến từ xa nhà. Nhưng ở đây là cắt kéo của Quen đã cố gắng tấn công vào, những sát thương cũng đến từ bên phía đối phương là quá nhiều. Tình huống này liệu có phải là một cái kết cục không tốt hay không? Và đó là xạ thủ đẹp bổ kiều dành cho vị trí của Kasate, và Kaisa có thêm mạng hạ gục nữa để cho ba thành viên bên phía của Việt Nam lên bảng. Và chắc chắn rồi, con Baron này sẽ dành cho Đài Bắc Trung Hoa, họ đang nắm trong tay tấm vé bước vào trận chung kết mà thôi. Chúng ta nhìn thấy sự khác biệt về trình độ ngay từ tình huống mà Kaisa có màn múa với cả Gwen đã cắt gần như là trượt sạch, khi mà một mình con Kaisa này nó đã biểu diễn một thứ khác biệt rất lớn về mặt kỹ năng rồi. Và như VTV đã nói, đây là vấn đề về kỹ năng. Nhưng mà gớm, các ông nào mà đang chê tuyển thủ ấy thì tôi nói thật với các ông nhá, vào mà đánh gớm ạ. Rồi anh nói thế đi, đúng rồi, không? Nói thế thôi. Anh em mình ở đây thì đang là góc nhìn của người trên trời, nhìn mọi thứ thì trông có vẻ là mấy ông Việt Nam đánh kém vậy, nhưng không đâu anh em ơi. Chúng ta chỉ có thể nhận xét rằng là Đài Bắc Trung Hoa đánh quá hay. Chúng ta đang có một trận đấu cọ sát mà thôi, không thể như thế được. Rõ ràng là việc mà Việt Nam cũng đã có cho mình những cái sự chuẩn bị trước thềm cái giải đấu lần này, tất nhiên phải đối đầu một đối mạnh như là Đài Bắc Trung Hoa không hề dễ chơi. Và cái kết quả này là một cái minh chứng rõ rệt. Liên tục là những tình huống cấu rỉa, cơn mưa Ikatia rất đau tới từ vị trí của Kaisa. Lúc này đã có 3 đồ rồi, Doggo bây giờ có 3 đồ, cho nên là đừng hỏi về cái khả năng sát thương đầu ra nó khủng khiếp như thế nào. Và bên cạnh đấy vẫn đang còn những cái tên như là Kasante có thể bảo kê lao vào giao tranh, và thậm chí có con chú bò kia. Cái chú bò kia là một trong cái mấu chốt để ngăn cản tình huống lao vào đến từ bên phía của Việt Nam. Bùa Baron vẫn đang phát huy được công dụng của mình, vì họ đang không hề giấu giếm ý định tấn công ra khu vực đường giữa. Câu sấm cổng gia tốc đã trượt, và cũng là tia truy kích lại trúng vào người. Trông những cái cú tia truy kích này nó đau như những cú cầu sấm cổng gia tốc luôn em ạ. Chính xác. Nhưng mà nó có một cái thời gian hồi chiêu thấp hơn rất là nhiều. Cái quan trọng là chúng thì nó giảm hồi chiêu rất nhiều. Đúng rồi. Tiếp tục là một trụ nữa dành cho Đài Bắc rồi. Tất nhiên là đây là có lợi thế về bùa Baron, cho nên là cái khả năng đẩy trụ đến từ bên phía của Đài Bắc Trung Hoa sẽ cải thiện lên rất nhiều. Còn ở đây đó là một cái chồi của Mao Cai đã phát hiện ra các thành viên đến từ bên phía của đội bạn. Thêm một cái chồi nữa đến từ anh Bánh Khéo. Khó nhỉ. Vẫn đang rất nỗ lực để mà bảo kê từng chút công trình một. Cái quan trọng bây giờ phải cần đến một tình huống mà lại di chuyển sai lầm, hay là một tình huống đột phá đến từ bên phía của Việt Nam. Như đây tình huống lao thẳng lên, một bắn vào người của bên phía Việt Nam chúng ta. Làm choáng sát thương chưa đủ. Thì đó là quyền lực thiên nhiên gom hai người vào, những sát thương ở đâu đây? Không có sát thương nào cả. Kaisa đã chọn một vị trí mà ngăn toàn bộ cái lượng sát thương di chuyển ra tới từ Việt Nam, và chúng ta đang ngậm ngùi nhìn những đồng đội nằm lại trong tình huống vừa rồi mà thôi. Đang cố gắng cắt và mở cho mình xương la bất bại nhưng không thể làm được nữa rồi. Lượng sát thương là quá lớn. Một cái đồng hồ outplay tới từ Nidale và ăn một cầu sấm, nhưng có vẻ là chưa đủ, khi bây giờ thì tiếp tục là quỳ chính xác rồi. Sự tự tin đang tràn ngập trên gương mặt của những tuyển thủ của Đài Bắc Trung Hoa, và họ sẽ có cơ hội để chứng minh rằng họ cũng rất xứng đáng thi đấu ở LPL, ở trận nội chiến LPL ngày mai. Chính xác. Hay không? Dù được đánh giá là đội gọi là dự bị ở LPL, nhưng ngày hôm nay thì Đài Bắc cũng đã thể hiện rất xuất sắc trước Việt Nam. Chúng ta thất bại, nhưng ngày mai chúng ta còn một trận đấu nữa. Chính xác. Không có gì phải buồn cả các em ạ. Không phải buồn. Rõ ràng là đánh hết sức rồi. Cái quan trọng là chúng ta đã đánh hết sức. Chúng ta nhìn thấy sự tôn trọng tới từ Đài Loan. Không có vấn đề gì cả. Vẫn còn trận đấu ngày mai để chúng ta có thể tiếp tục theo dõi. Nhưng cái vấn đề ở đây đó là đạt được đến đây cũng là một trong những thành tích có thể nói là ấn tượng dành cho bên phía